Everyone, now let's go over your homework. Okay, let's go over your homework. Everyone, have you finished your homework yet? Just now? Yeah, teacher. Okay, all right. Good. No, teacher. Oh, sorry. Okay. Last lesson, we start at 7, right? À, bài học trước thì mình dừng ở lại câu số 7 đúng không? Okay, number 8. Number 8. Which one is incorrect? Cái từ nào sai? Cô là từ plan. À, từ plan. Why? Tại sao cái từ này sai? Rồi sau đó con sửa lại cho đúng cho cô. Giải thích cho cô tại sao nó sai và sửa lại. Người ta nói là người ta đi bằng xe lửa. Người ta ghi là đi máy bay. Ở câu trên người ta nói là Hà Nội Railway Station. What does it mean? Hoàng. Cô là đi xe lửa về quê hương cô họ. Hà Nội Railway Station. Dạng giống như là Hà Nội Railway Station giống như là sân ga vậy đó. Ga tàu hỏa, cái ga của tàu hỏa á. Thì mình đến cái họ đã đi đến ga tàu hỏa bằng taxi, cho nên dĩ nhiên họ phải đi bằng tàu hỏa chứ không thể nào mà đi bằng plane được. Rồi, vậy con sửa lại là từ gì? Từ train. Từ train. How do you spell train? T-R-A-E-N. I-N. I know E. Chữ Y trong tiếng Việt của mình đọc là I trong tiếng Anh ha. Train, that's right, good. Okay, next. Number nine, Ngọc, where are you? What, teacher? Number nine. Can you see the not mistake? Teacher. No more. No incorrect words. Không có từ sai. Right. Okay. How about Thanh? You know? Thanh. Where to? Ở ca nó có. À, ở trên đây hả? Dạ. À, tại sao sai? Why?
Cô là ở phía trên nói là I don't know. Why? I don't know. You don't know? Yes. Can you give me? Okay, right, Điền. Ngọc Điền. No, no, Ngọc Điền. It's a Hoàng Quân teacher. Oh, not Ngọc Điền here. Oh, Điền here. Điền, yes or no? Ngọc Điền. Maybe something wrong with micro. Có vẻ là cái mic của bạn nó đang bị vấn đề thì phải. Hoàng Quân. Điền. Dương, Thùy Dương. Là con nhìn lại con không thấy từ sai cô ơi. Con không thấy từ sai hả? Hoàng Quân, your turn. Thuốc. Thuốc đổi qua từ thép. Why? Vì đang ở hiện tại mà con. Not present. Not present. In the past. Now in the past. Cái này nó đang ở quá khứ con. Hết trơn những cái câu ở trên đây nó sử dụng quá khứ hết mà. Tại sao dưới đây là sử dụng hiện tại chứ? Trong bài con làm gì? Oh no. Okay, right. Yes, Hưng. Gia Hưng. Con thấy cái từ nào không cô? Không thấy cái từ nào hết. Rồi, cái câu này nè. Cái câu này đã xong xuôi rồi. Tức là nó dính luôn cái cụm là his uncle take them to luôn rồi nè. Rồi, chỉ còn cái đoạn dưới đây nè. Number 9 nè, là còn cái đoạn này nè. Tụi con thấy cái đoạn này không? Number 9 là còn cái đoạn này nè. Đó, cái đoạn này nè. Rồi kiếm cho cô trong cái câu này nè, nguyên chủng cái cụm này nè, cái mà cô đang tô như vậy nè, cái từ nào sai. Ok, who know? Who know? Let's raise your hand. Ok, Dương. Cô là từ has. Why? Ừ, cô về đây là quá khứ nên dùng từ hết. Hết, ok, how do you spell hết? H H H A D A D. Ok, that's right, good. Đang ở từ đang nói ở quá khứ nha. Rồi, Hoàng Quân xem lại cho cô nha. Tất cả những câu này đang ở quá khứ hết nha con. Sửa lại là hiện tại là sai trầm trọng. Ok. Last one. Thịnh. Are you here? Thịnh. Yes. Ok. Number 9. Hết here. Oh, number 10, very easy. Number 10, very easy. Mời thích chơi, no answer 10. Thịnh, you know? No. No, okay, right, Ngọc.
Number 10. Yes. Hometown. Hometown world is wrong. Hometown world, okay, right. Okay. Rồi con sửa là từ gì? Hometown. How do you spell hometown? H-O-M-E-T-O-W-N. Hometown, that's right, good. Thank you. Next. Right. Rồi. Exercise 2. Chọn từ phù hợp để điền vào dấu chấm à. Ok, right. Mây. Number 1. Mây. Nhật. Nhật here. Nhật. Nhật, are you here? Nhật, yes. Are you here? Yes. Okay, number one. Number one, exercise two. Cup. What? Cup. Which word? Từ nào? Từ thứ hai cô. Từ này đúng không? Dạ. Okay, took. Okay, repeat. Took. Nhật lặp lại cho cô. Took. Nhật. Repeat. Took. Yeah. Took. Okay, right. Number two. Thục đoan. Number two, thục đoan. Thục đoan. Number two. Mới thì chưa. Cô sẽ gọi theo danh sách trước. Rồi khi nào bạn không trả lời được thì cô sẽ gọi xung phong ha. Thục đoan. Dạ cô. Ok, number 2. Dạ, number 2 là Impaired cô. In. Which word? Từ nào? Từ cuối cùng mới cô. Từ cuối cùng. Invite. Invite. Okay. Yes, invite. Okay, let's repeat. Invite. Thục đoan, repeat, invite. Thục đoan lặp lại cho cô. Repeat. Invite. Invite. All right. Number three, Hoàng. Number 3, Minh Hoàng. Yes.
Book farm. Book farm, which word? Which word là câu hỏi là từ nào? Which word? Dạ, cô là từ book farm đó cô. Rồi, con chỉ cho cô vị trí của cái từ đó trong cái những cái từ này. Từ ta đếm xuống là 4. Từ cái câu cuối cùng đếm lên đó cô. Cô đang hỏi vị trí của những cái từ này nè. Con chọn từ nào, nói cho cô biết nó nằm ở đâu. Thưa cô là nó nằm ở số 4, cái hàng số 4. À, từ thứ tư. Book fair. Book fair. À, book fair. Rồi, why? Yes. Why do you choose book fair? Tại sao con lại chọn là book fair? Dạ, cô là bởi vì câu dịch nó nói là ba tôi đã mua cho tôi vài quyển sách ở book fair. À, book fair là ở đâu con? Thưa cô là nông đã lộc là hội chợ sách. Okay, right. Hội chợ sách. Okay, turn to Đoàn, Thục Đoàn. Thục Đoàn. Dạ cô. Why do you choose invite? Why? Invite. Why? Dạ, tại vì invite là mời. Mời là mình nói cho con này nó có nghĩa là anh ấy mà không thể mời cô ấy đến buổi tiệc. Anh ấy không thể mời cô ấy đến bữa tiệc hả? Thục Đoàn. Dạ. Yeah. Did he invite you to his birthday party? What does it mean? Giải thích từ invite là mời là đúng rồi, nhưng mà giải thích cái câu này là chưa chính xác. Dạ. Yeah. Thì là anh ấy mời, vậy là anh ấy mời cô ấy đến bữa tiệc đúng không cô? Trong đây cái từ nào là cô ấy? Con xác định cho cô từ nào từ cô ấy. Cô ấy là anh ấy rồi. Anh ấy là từ nào và cô ấy là từ nào? Huy là anh ấy. Hit là cô hoặc anh ta. Hit là cô. Hit là gì đó trời. He, what does it mean? Thục Đoàn, he, what does it mean? Cái he là anh ấy. Anh ấy invite. Mời. Mời. You. Yêu là tôi. Ok, rồi cô hỏi em.
Tôi tên là Thục đang nói như sao? Dạ. Em Thục Đoan. Em Thục Đoan. Rồi, hỏi bạn tên gì thì em nói như sao? What's your name? What's your name? Rồi, hỏi thử bạn có khỏe không thì hỏi như sao? How old are you? How old are you? How are you? How are you là bạn có khỏe không đúng không? Dạ. Rồi, trong cái câu em vừa nói how are you là hỏi bạn có khỏe không, vậy tại sao em dịch chữ you này là tôi? Đúng chưa? Đó là cái câu hồi nãy em nói là tôi tên là Thục Đan, em đã nói là I am Thục Đan rồi, nhưng tại sao lại dịch chữ you này là tôi? Chữ you này là gì? Vậy là you là bạn. Bạn. Rồi, anh ấy mời bạn. Đúng chưa? Anh ấy invite you là anh ấy mời bạn nè. Rồi, to. To là đến. Đến. His birthday party. His birthday party là buổi tiệc sinh nhật. Buổi tiệc sinh nhật của ai? Rồi, cho dù em không biết, rồi cô giải thích nè, cho dù em không biết cái từ his này nó có nghĩa là gì đúng không, nhưng mà em dựa theo cái câu này nè. Anh ấy mời bạn, anh ấy mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật, thì dĩ nhiên là bữa tiệc sinh nhật đó là của anh ấy hay là bữa tiệc sinh nhật đó của bạn? Anh ấy đã mời bạn đến bữa tiệc sinh nhật thì dĩ nhiên bữa tiệc sinh nhật đó là bữa tiệc sinh nhật của ai? Của anh ấy. Thì của anh ấy thôi. Cho nên là nếu mà mình không biết từ his này là anh ấy hay là cô ấy, thì mình có thể dựa theo cái ngữ cảnh này thì mình có thể đoán được cái nghĩa của từ his này chính là anh ấy thôi ha. Không có gì là mất thời gian hết ha. Rồi, nhớ cho cô từ his birthday party, bữa tiệc sinh nhật của anh ấy nè. Hồi nãy giờ cứ ngậm ngừ cái này, his không nhớ được cái này là anh ấy hay là cô ấy đúng không? Dạ cô. Rồi, thì cô nhắc, như hồi nãy cô mới nhắc đó, cho dù mình không biết nghĩa của từ đó thì mình cứ theo cái ngữ cảnh của cái câu này để mình suy luận ra được cái nghĩa của từ này thôi, chứ không cần phải mất thời gian để suy nghĩ những cái đó. Ok, right. Dạ. Ok, right. Nhật. Minh Nhật. Nhật. Ok, number 4. Ngọc. What teacher? Number four. Present. Why? Present. Which word? Từ nào? Từ thứ nhất. Từ thứ nhất. Ok. Why? Because câu này nó hỏi là nó nói là mà bạn của tôi tặng rất nhiều quà cho trong bữa tiệc.
Bữa tiệc. Bữa tiệc là từ nào? Birthday. Birthday sinh nhật. Tiệc sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của tôi. On my birthday. Oh. Vào ngày sinh nhật. À, ngày sinh nhật của tôi nha. Khi nào có từ party mới là bữa tiệc. Rồi thêm một cái nữa là some. Some có nghĩa là một vài nha con, chứ không phải là rất nhiều nha. Ok. À, rất nhiều. Kiểu... rất nhiều là mình phải sử dụng từ gì? Lots. À, lots of hoặc là many ha. A lots of, lots of hoặc là many ha. Ok, right. Number 5. Number 5 Thanh. Number 5. Late. 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 Okay. Which word? Rồi, từ nào con? Cô là từ thứ 3. À, từ thứ 3. Play. Okay, why? Cô... tại vì nó có chữ hai and six nó hợp với play. Ờ, vậy hai and six nó có nghĩa là gì mà nó hợp với play? Và play nó cũng có nghĩa là gì mà nó hợp với hai and six? Thanh. Thanh, where are you? Thanh. Thanh. Mấy bạn ơi, mấy bạn có nghe cô đang nói rõ không? Nghe rõ. Very good. Nghe rõ. Ok, alright. Tại hồi nãy bên cô nó mới báo cái đường truyền nó hơi bị yếu. Cô tưởng mấy bạn không nghe được. Where's Thanh get out teacher? Out. Ok, right. And Quân. Đi con mời again. Quân number 5. You know? Can you explain? We play hide and seek at the park. Why play here? Tại sao từ play đã điền ở đây? Tại vì play là chơi. Chơi cái gì con? Chơi trốn tìm. Ok, right. Chơi trốn tìm. Very easy, right? Thank you. Right. All right. Hà, Hoàng Quân, turn off your mic. Turn off. Thank you. Okay. Today we learn new lesson. Unit 5. What will you be this weekend? Okay. First one. I have some vocabulary. First one. On the beach. On the beach. À, ở trên bãi biển ha. On the beach. On the beach. Now let's repeat. Điền. Repeat. Điền. Repeat. Điền. On the beach. On the beach, that's right. Okay.
các bạn vừa lắng nghe vừa chép những cái từ vựng này vô tập cho cô ha, chép cho học bài cho cô. On the beach là trên bãi biển, trên bãi biển. On the beach, trên bãi biển. Right. Bạn nào chép không kịp báo cô ha. On the beach, trên bãi biển. Right. Next. In the countryside. In the countryside. In the countryside. Ở nông thôn. Thùy Dương, repeat. In the countryside. In the countryside. Good, in the countryside. Hoàng Quân, repeat. In the countryside. Okay, good. Ở nông thôn ha, that's right. In the countryside. What? Chưa xong cô ơi. Finish. Yeah, teacher. Okay, right. Okay, next. At school. At school. Ở trường ha. At school. Huy. At school. Ở trường. School. School. Okay, right. Thịnh, repeat. Hình như là nãy giờ là bạn Thịnh chưa vô lớp luôn phải không mấy bạn? I see Thịnh teacher. À Thịnh. Where are you? On the Rồi, một bạn cô sẽ gọi tên 3 lần nha. Sau 3 lần mà bạn không trả lời thì cô tự động pass qua bạn khác. Thịnh. Hả? Ok, repeat. At school. At school. Right. At school. Now let's write down the word. Everyone write down the word. At school. It's very easy. Yes, it's very easy. À, những cái từ này thì rất là dễ so với mấy đứa, nhưng mà quan trọng là cái phần mà trước những cái từ đó, các con sử dụng cái giới từ nào, chẳng hạn như là at school, hay là in the countryside, hay là on the beach gì đó ha, thì nhiều khi mấy đứa còn sử dụng lộn. Những cái từ giống như là school, beach, countryside rồi thì nó rất là dễ rồi, nhưng mà quan trọng là cái đằng trước đó là các con dùng cái giới từ nào để chỉ cái địa điểm của nó ha, mới là vấn đề. Còn những cái từ đó thì nó đơn giản rồi thì mình không có nói tới nữa. Quan trọng là mình muốn các con nhớ là những cái giới từ nào mà các con đi chung cái từ đó để mình chỉ địa điểm ha. Ok, right. Thì mong muốn mấy con học thì mấy con cũng học những cái cụm đó luôn á, chứ không phải mà học từng từ riêng lẻ. Học cái cụm để khi mình áp dụng cho cái phần mà mình speaking, hay là áp dụng cho cái phần mà writing nữa. Ok, next. By the sea. By the sea. Ha, gần biển. By the sea. By the sea. Okay, now let's repeat. Hưng. By the sea. By the sea, gần biển ha. Nhật. Minh Nhật, repeat. Minh Nhật.
the right bus. Thục đoan. Repeat. To go by the sea. By the sea. By the sea. Phải by. By. Bờ nè. Chữ bờ nè. By the sea. By the sea. Bờ bờ. By. By the sea. By the sea. Again, by the sea. By the sea. Okay, right. Gần bãi biển, gần biển nha. By the sea, gần biển. Next. At home. At home. Ở nhà ha. At home. Ở nhà. At home. Hoàng, repeat. At home. Right. Ngọc. At home. At home, right. Ở nhà. At home. At home. Ở nhà. Next. Okay. In the mountains. In the mountains. Ở trên núi ha. In the mountains. In the mountains. Thanh. In the mountains. In the mountain. In the mountains. In the mountains. Right. Điềm. Điềm up here. Thùy Dương. In the mountain. In the mountains. In the mountains. Okay, right. Ở trên núi ha. Right. In the mountains. Ở trên núi. Cô ơi. Yes. In the mountain là ở đâu cô? Ở trên núi con. Okay, next. Explore the cave. Explore the cave. Khám phá hang động ha. Explore là khám phá nè. The cave là cái hang, hang động. Explore the cave. Khám phá hang động. Explore the cave. Khám phá hang động. Hoàng Quân. Hoàng Quân, where are you? My here. Yes. Now let's repeat. Again. Explore the cave. The cave, that's right. Khám phá hang động ha. Okay, Huy. Explore the explore the cave. Explore the cave. Explore the cave. Explore the cave. Okay, right. Khám phá hang động. Net. Sunbed. 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 Tắm nắng à. Tắm nắng. Sunbed. Tắm nắng. Okay, now let's repeat. Thịnh. Yeah. Repeat. Sunbed. 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 Okay, tắm nắng.
Hưng. Sân pay. Sân bait. Bait. Sân pay. À, chữ B, B, đúng không? Nhưng mà ở tận cùng á, các con phát âm là chữ đ, 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 nhưng mà phát âm nhẹ thôi. Sân bait. Sân bait. Chữ D nha, chữ D, bật chữ D hơi nhẹ ra. Sân bait. Sân bait. Không có nghe được chữ D, không có nghe chữ D nha. Sân bait. À, thấy cô đâu có chuyện. Sunbathe. Ok, right. Tắm nắng ha, sunbathe. Tắm nắng. That's right. Sunbathe. Tắm nắng. Nhật. Nhật. Yes. Cô ơi, nãy giờ cái mic con bị gì? Cô, cái mic con á, nó không mở lên được. Rồi bây giờ mở lên được chưa con? Dạ rồi, nãy giờ con mới mở lên được á, chứ nãy giờ con không có mở lên được. À, ok. Now, let's repeat. Sunbathe. Repeat. Repeat. Sunbathe. Okay, again. Sunbathe. Sunbathe. Okay, right. Sunbathe. Net. Tắm nắng ha. À. Take a boat trip. Take a boat trip. Take a boat trip. À. Có take một cái trip. Take a boat trip, có một chuyến đi trên thuyền ha, có một chuyến đi trên thuyền. Take a boat trip. Thục Đoan, repeat. Dạ cô là take a boat trip. Take a boat trip. Take a boat trip. Rồi đọc từng từ cho cô. take a boat trip. Take a boat trip. Okay, right. Có một chuyến đi trên thuyền. Hoàng, repeat. Take a boat trip. Trip, okay, that's right. Night. Build sand castles. Xây lâu đài cát ha. Build sandcastle. Sandcastle là cái lâu đài cát. Build sandcastle là xây lâu đài cát nè. Ok, Ngọc. Repeat. Build sandcastle. Right. Thanh. Build sandcastle. Right. Xây lâu đài cát ha, build sandcastles.
Sandcastle. Rồi mấy bạn chép hết từ vựng cho cô chưa? Còn từ nào mấy bạn chép không kịp không? No teacher, it's very easy. Okay, right. Ủa cô ơi, nay bài tập là làm bài văn hay gì hả cô? Chưa biết con. Để một hồi nữa các con sẽ được biết. Mà cũng chưa làm bài, chưa làm văn bây giờ đâu. Chắc cỡ học xong bữa sau nữa mình mới làm văn được. Hôm nay chỉ là bài tập thông thường thôi. All right. Have you finished yet, everyone? Yes, teacher, very fast. Yes. All right. Rồi, những bạn khác chưa xong đúng không? Chưa trả lời cô là chưa xong đúng không? Hoàng, Nhật, Thanh, Thùy Dương, Thịnh, Điền, Huy. Have you finished yet? Yes. 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 Okay, right. Yes. Right. Okay. Structure today. À, hôm nay mình sẽ học cấu trúc là hỏi và trả lời về nơi chốn trong tương lai, you know, trong tương lai ha. Mình sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi về nơi chốn trong tương lai. Nơi chốn. Nè, nơi chốn thì các con sẽ thấy cái từ là where. Where là hỏi nơi chốn nè, là ở đâu nè. Nè, cô bỏ đi. Where là hỏi nơi chốn nè, là ở đâu. Right. Ai. Trong tương lai. Nè, tương lai. Các con để ý nha, tương lai thì có con ở đây sẽ sử dụng là will. À, nhớ cho cô, tương lai thì mình sẽ sử dụng là will. Will có nghĩa là sẽ ha. Sẽ, will có nghĩa là sẽ. Rồi. Câu của ngày hôm nay chúng ta học đó là where will you be this weekend? This weekend, tuần này ha, this weekend. Cuối tuần này. Cuối tuần này là cái khoảng thời gian mà nó chưa xảy ra, nó chưa xảy đến, cho nên mình gọi đó là tương lai ha. Cái khoảng thời gian trong tương lai, this weekend. Tuần này. Ví dụ hôm nay là thứ năm. Rồi. Cuối tuần này tức là chủ nhật tuần này đúng không? Là tức là khoảng thời gian trong tương lai. Cho nên mình ở đây mình sẽ sử dụng là will để nói về tương lai. À, rồi hỏi là hỏi nơi chốn thì mình sẽ sử dụng là where. À, where will you be this weekend? Where will you be? Bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ ở đâu? Vào cuối tuần này, this nè, tuần này, this weekend, cuối tuần này, bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Và trả lời cho câu hỏi này là I think, nghĩ ha, tôi nghĩ, I'll be có nghĩa là tôi sẽ ở đâu đó, tôi sẽ ở on the beach, tôi sẽ ở trên bãi biển, ha, à, I think I'll be on the beach, tôi nghĩ tôi sẽ ở trên bãi biển. Ok, right. Chẳng hạn như cô muốn hỏi là bạn sẽ ở đâu vào tuần này, vào cuối tuần này. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi thì mình sẽ nói như thế nào? Thùy Dương, tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi thì mình sẽ nói như thế nào?
câu là I think we I'll be. Cái chữ y, cái chữ y này nè, phẩy chữ hai chữ l này mình nói là I'll be. I'll. I think I'll be in the mountain. In the mountains, right? Tôi nghĩ tôi sẽ tôi sẽ ở nhà thì mình nói như thế nào? Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà thì Hoàng Quân. Ok, Hoàng Quân. Hoàng Quân. I think tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà cô. Yes. I think I'll be stay at home. Hồi nãy mình nói có từ ở nhà từ gì? I think I'll be. Sau cái chữ be đó là một cái địa điểm rồi, chứ mình không có sau be đó mình thêm chữ stay nữa. Stay nó đã là động từ rồi, nó không thể đứng sau to be được. À, hiểu ý cô không? Ở nhà hồi nãy cái cụm ở nhà của mình là có cụm từ gì? Bỏ cái từ stay đi thì mình còn từ gì? Home. At home. Yes, that's right, at home. Okay, say again. Quân. At home. At home. Okay, full sentence. No stay. At home. Okay. I think I'll be at home. That's right. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trường. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trường thì mình nói như thế nào? Thịnh. Nha. Yeah. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trường thì mình nói như thế nào? I think I will be I think. Okay, I think. Again, I think. I think I will be on yeah. On the school. Cái từ nào ở trường của mình sử dụng từ gì? Phải từ on the school không? Yeah, how so, câu lại cho cô, cái từ ở trường đó mình gọi như sao, mình nói như sao? Có ghi bài trong tập không? Xem lại cho cô thử cái từ ở trường đó mình nói như thế nào. Thịnh. On at school. Okay, say again. I think I will be at the school. Okay, say again. I think I will be at school. Okay, at school, right, good. Good job. That's right. Cô chuẩn bị giải trình. Who? Dạ Thùy Dương. Rồi. Thùy Dương bữa sau là đi vệ sinh trước khi bước vào buổi học cho cô nha. Dạ. Rồi. Và đây là lần cuối cùng cô giải quyết cái trường hợp mà trong khi đang học mà các bạn xin đi vệ sinh đó nha. Từ bữa sau là các bạn đi vệ sinh trước cho cô nha.
Bữa sau mà bạn nào đang học mà xin phép cô đi vệ sinh là tự xử đi nha. Cô không giải quyết nữa. Ok, right. Okay. Now let's margin the picture with the word. À, mình sẽ nói những cái bức tranh tương ứng với những cái từ ha. Right. Number one. Hưng. Number one. Picture one. In the countryside. In the countryside. Where? 1, 2, 3, 4. 3. Hmm. Three. Three. Three here in the countryside. Right. Number two. Thục đoan. Thục đoan. Dạ. Number two. On the beach. On the beach. Where? 1, 2, or 4? One. Okay, on the beach, right. Number three. Picture three. Ngọc, picture three. Picture three, at school, okay, where? Four. Four, right. And last one. Let me see, right. Okay, right. Okay, now let's practice. Ask and answer the question. Where will you be this weekend? I think I'll be picture 1, 2, 4. Thôi bây giờ mình sẽ thực hành hỏi và trả lời câu hỏi tương ứng với bốn bức tranh dưới này ha. Ok. Picture 1. One ask and one answer. Hoàng ask. Thanh answer. Picture 1. Where will you pick this train? Okay, again. Hoàng say again. Where will you pick this train? Okay, again. Where will you be? This weekend. Okay, right. Thanh. Answer. Thanh. Answer. Thanh, where are you? Nãy giờ mạng con yếu cho nên bị ấy á cô. Rồi bây giờ Thanh trả lời câu hỏi cho cô. Con thấy câu trả lời không?
Dạ thấy. Ừ. Rồi trả lời câu hỏi cho cô. Picture one. I will. I think I be in the countryside. À, cái từ này nè. Cái từ này con lặp lại cho cô cái từ này. I. À, mình phải đọc là I'll be. I think I'll be in the countryside. Con đọc I'll nhưng mà cái phần đọc của con nó đọc nhanh lên. I'll be. I think I'll be in the countryside. That's right, good. I'll be right. Okay, now take turn. Thanh asked and Hoàng answer. Where will you be this weekend? Right. Hoàng answer. Minh Hoàng answer. Yeah. Answer the question. I be in the countryside. Okay, that's right. Điền ask. Thùy Dương answer. Picture 2. Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach. Okay, that's right. Now take turn. Where will you be with this weekend? Right. I think you'll be at school. No, picture two. I think you'll be on the beach. Right. Okay, now repeat this word. Rồi lặp lại cho cô cái từ này. On the beach. Nè, con thấy cái từ mà cô boy đang boy không? Lặp lại cho cô cái từ này. Yeah, right. À. L. I'll. I'll. Rồi lặp lại cho cô nguyên câu luôn. I think. I think I will be on the beach. Không phải hour mà là I'll. I'll be on the beach. Right, good. Quân ask, Huy answer picture 3. Where will you be this weekend? I think I'll be in picture 3 at school. Okay, now take turn. Where will you be this weekend? Weekend. Okay, right. One answer. Quân. Wi-Fi. Okay, Quân answer the question. I think Hoàng Quân. Hoàng Quân, where are you? Hoàng Quân là bị Hoàng Quân. Hoàng Quân, can you hear me? I be at school.
I'll be. I'll be. Okay, that's right. Thank mày you. Mát quá nên đâu trả lời được đâu cô. Ờ, gì hả? Cô thấy giờ con còn có máy hả? Sao giờ con có máy hả? Ờ, hai máy đi nè. Hai máy. Ờ. Nhưng mà rồi, điện thoại mạng yếu. Ờ, mạng yếu hả? Con xài wifi của con hay là xài wifi ké? Wifi ghi chính thức của con. Chính thức của con hả? Bật 3G lên luôn rồi. Thì bây giờ con reset máy lại rồi xong sau đó con vô lại. Reset cái modem của con lại. Rồi xong rồi vô lại. Nếu mà nó cứ gặp phải tình trạng như vậy thì mình cứ reset cái modem mình lại. Modem là nào cô? Là cái cục wifi của con á, con biết không? Cái cục wifi của con trên nóc nhà. Ủa làm gì trên nóc nhà? Ủa cái cục wifi của mình là nó giống như là nó có cái đồ ghim vô trong cái ổ điện mình mà. Không, cái này nó sẽ khác thôi cô. Cục wifi trên nóc nhà. Có cái giống... nắp đậy lại. Sao giống cái anten quá vậy? Chắc vậy quá cô. Ok, right. Rồi. Ok, last picture. Thịnh ask, Hưng answer. Thịnh ask. Where this question? Học chân vô vì okay, say again. Say again. Where will you be this weekend? Weekend, right. I'll be. Ask picture for. By the sea. By the sea. By the sea. Okay, that's right. Now take turn. I take turn có nghĩa là đổi lại đó con. Đổi lại là con hỏi bạn trả lời, Hưng hỏi, Thịnh chồng trả lời. No. Where will chồng mình? Where okay, will now let's you... ask. Where will you be this weekend? I will be. I think I will be. Thịnh. I think I will be. By the sea. Okay, repeat. I think I'll be by the sea. I think I will be by the sea. Ủa, không nói gì Thịnh. I think I'll be by the sea. Again. Say again, Thịnh. I think I will be by the sea. Okay, now let's repeat. I think
I will be by the sea. I think. Không có will be. Cái này là I think I'll be by the sea. Hết là will be by the sea. Nè, Thịnh lặp lại cho cô lần cuối. I think I'll be by the sea. See. I think teacher. What? Why don't you tell me? Tell you what? Tell you what? Nói gì con? Ý bạn nói là không mời bạn hả con? À rồi, chuẩn bị tới con nè. Một hồi nữa sẽ tới lượt con. Cứ từ từ. Calm down. Calm down, Ngọc. Calm down. Bình tĩnh nha. Hay không nói chuyện nữa luôn rồi đó con. Okay, right. Now let's talk. Let's talk. Now you will practice. Where will you be this weekend? I think I'll be on the beach. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành hỏi và trả lời câu hỏi là bạn sẽ ở đâu vào khoảng thời gian nào? Dạ, trả lời là tôi nghĩ I think I'll be, tôi nghĩ tôi sẽ ở đâu đó. Rồi, cô có một số cái keys này cho các bạn để mình có thể thay thế vào những cái từ màu đỏ này nè ha. Rồi, now let's practice. Let's talk. Okay. Oh, okay, for example. Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? Quân. What? Where will you be tomorrow? I don't know. You don't know? I play the computer. Where will you be? Cô đang hỏi con ở đâu chứ không phải là cô hỏi con sẽ làm gì. À, hiểu câu hỏi cô I không? Think I'll be at home. At home, okay, right. Rồi, để thay thế cho cái cụm màu đỏ phía bên câu hỏi thì mình có một số từ thay thế ha. Rồi, this week là tuần này nè. Tomorrow là ngày mai. Next week là tuần sau. Hay là next month là tháng sau ha. Rồi. Thay thế cho cái cụm là on the beach thì mình có là in the countryside, ở vùng quê, at school, ở trường, by the sea, ở biển, at home là ở nhà, and in the mountains là ở trên núi nha. Okay, that's right. Now let's practice. Let's practice. Nhật, ask, Đoan, answer. Nhật ask. Nhật. Yes, yes, yes. Okay. Đoan answer. Okay, Nhật ask. Nhật. Nhật chắc. Ôi, mẹ có biết cô ơi. Rồi bây giờ con nghe cô nói chưa? Dạ rồi, nhưng mà mẹ con yếu. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành hỏi và trả lời cái câu hỏi mà cô đang chiếu trên đây. À, thay thế cái cụm
cái cụm màu đỏ đó nè, cái từ mà cô bôi đỏ này bằng một trong số những cái từ mà cô liệt kê trong bảng ở bên dưới. Tương tự ở phía bên câu hỏi cũng vậy, thay thế cái cụm màu chữ màu đỏ bằng những cái từ mà trong trong cái bảng ở dưới ha. Rồi ok. Nhật ask, Đoan answer. Where will you Nhật ask. Where will you be next week? Next week. Next week. Em đang nói tuần sau đúng không? Nhật. Nhật ơi. Nhật. Where are you? Em đang nói tuần sau đúng không? Dạ. Next week. Next week. Okay, right. Đoan answer. Yeah, I think I should be at home. I think I'll be. I think I'll be. I think I'll be. Be, be chứ không phải là P. I think I'll be. Be. I think I'll be at home. Yeah. Okay, again, say again. Rồi nói lại cho cô, I think I'll be. Yeah. I think I'll be at home. I think I'll be at home. Rồi trả lời cho cô từng từ nè, I think. Thuộc đoàn I think. Thuộc đoàn where are you? Thuộc đoàn bị tắt mất. Ok right. Rồi một hồi nữa cô sẽ quay lại bạn này xong. Ok Hoàng ask, Ngọc answer. Okay, Hoàng ask. Where will you be next week? Next week. Next week. I think be. I'll think be. I think I'll be. I think I'll be. At home. At home. Okay, now take turn. Take turn. Ai đổi ngược lại cho cô ha. Take turn. Ngọc ask, Hoàng answer. Okay, Ngọc ask. Ngọc ask. Ok teacher. Where will you be tomorrow? Tomorrow. Ok that's right. I think I think I'll be on I think I'll be at home. At home. Rồi. Hồi nãy giờ cô chưa thấy có bạn nào mà đổi những cái từ này hết, chỉ có at home không hả? Ok Thanh. Ở nhà không hả? Ok.
Yes. Thanh ask, Điền answer. Where will you be tomorrow? Okay, Điền answer. Where will you be this weekend? Điền answer. Điền answer. I think I will be on the beach. What's up? I think I'll be. I think I'll be on the beach. Rồi, con thay thế cho cô cụm này bằng cụm khác được không? By the sea. By the sea. Okay, full sentence. I think I'll be by the sea. I'll be chứ không phải là hour. I think I'll be by the sea. By the sea, okay, that's right. Coi cô bằng hoàng quân mới bật mic quay rồi cô. Quân, turn off your mic. That's right. Okay. You. Yes. Hoàng Quân. What? Where will you be next month? Quân answer. The mountain. I think I think I will be in the mountain. In the mountain, right? Wow. Okay, Huy ask, Thịnh answer. Where will you be this weekend? Thịnh answer. Thịnh. Where are you? Hey, go. I think at home. Ôi, con hết nhóm nha cô, điện thoại con hết pin, để con qua điện thoại kia. Okay, right. Next. Rồi, bây giờ cô muốn hỏi là bạn sẽ ở đâu vào tháng sau? Cô thì ơi. Hỏi... Yes. Học xong này là nghỉ luôn nha cô. Ừ. Nghỉ luôn là sao con? Là kết thúc vừa học đó cô. Hết giờ. Để cô một xíu con. Dạ. Okay, right. Rồi, cô muốn hỏi là bạn sẽ ở đâu vào tháng sau thì mình hỏi như thế nào? Hưng. Where will you be this how? Where will you be last?
Bạn sẽ ở đâu vào tháng sau? Tháng sau là cái từ tháng con quên đọc sao cô? Mình. Mình. Ừ. Where will you be last month? Last month là tuần rồi rồi con. Cô đang hỏi là tháng sau mà. Where will you be next month? Ok, next month. Rồi, trả lời tôi nghĩ tôi sẽ ở ở quê thì mình nói như thế nào Nhật? Nhật, tôi nghĩ tôi sẽ ở quê thì nói như thế nào? Nhật, where are you? Nhật. Yes. Tôi nghĩ tôi sẽ ở quê thì nói như thế nào? Cô có thể không rõ hơn không cô? Cái chữ rõ hơn không cô? Chứ con xài điện thoại không có thấy được cái chữ rõ. Cái chữ thấy càng nhăn càng nheo rồi cô. Có thể là cái mạng con nó đang bị yếu, bây giờ con không có nhìn thấy rõ được cái màn hình của cô. Con đang thấy rõ, con đang có đang thấy cái màn hình của cô không? Dạ con thấy nhưng mà nó cái chữ nó nhăn nhiều lắm. Chữ nhăn nhiều hả? Cô mới thấy cái trường hợp mà chữ nhăn nhiều. Sử dụng từ lạ. Chữ nhăn nhiều hả? Ok rồi. Cô ơi, con hốt gan vô lại thử nha cô. Con. Rồi, tôi nghĩ tôi sẽ ở quê thì mình nói như thế nào? Thục Đoan. Dạ cô. Dạ cô. Tôi nghĩ mình sẽ ở quê thì nói như thế nào? Dạ, I think I will be in the countryside. 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 I think. I will be. Okay, that's right. Great. Okay. Now your homework. Rồi, đây là bài tập về nhà của các bạn. Rồi, bài tập về nhà này cô sẽ gửi lên trên group cho các bạn ha. Okay, that's right. Okay, we stop here. Thank you everyone. Goodbye class. Goodbye, teacher. Goodbye. Ủa mà Ngọc có nói chuyện gì với Quân không? Ngọc có gì nói chuyện với Quân không?